cháo cho bé Tí nó thấy à. Mẹ đi bà. Chết nó nhịn đói nó kêu uống nước xong không có miếng gì nó nhịn nó khóc nha. Nó đau quá rồi có ăn gì. Với lại ngày thường nó cũng ăn ít nè. Thôi thì nó ăn vui lắm. Nó ăn cho cha vui. Đi đâu có hai bà cháu bây giờ nhà để rồi đá con theo hết rồi con ăn có sức mẹ ơi. Em qua ngoài xỉu lên xỉu xuống 4-5 lần. Con còn có mình bà nữa đó. Sáu rồi không bà rồi đó gì. Không, con không mất thịt. Ý là con bằng những nhừ ra luôn đó. Em mình nhấn chuông á chị nhấn chuông á nó không lái rồi. Cả ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe ngoại ơi. Đừng có buồn quá. Chút nữa còn vàng rớt xuống rồi. Ai vô rồi. Rớt chút cốt. Chỉ ra chiều con vô rồi. Một giờ con vô ngoại buồn. Nổi luôn còn hết luôn. Vì nãy mới uống nửa ly sữa. Tiền ở đâu hết rồi? Nãy nó mới đưa anh nội tiền đi chút. Để mà con đứng đây nè. Ê. Đứng ở đó đi rồi chừng nào hồi ấy ngoại nói chuyện với anh em chút đi rồi con dẫn ngoại vô. Tí nội vô. À, hả? Thì con đứng đó đi, thí dụ hồi vậy đó. Tại vì bà ngoại nói trước là trên mạng ai cũng biết quá trơn á. Thank you.
Mấy anh em này ăn cơm luôn đi.
Mấy anh em lại ăn cơm đi. Mấy anh em lại ăn cơm. Dạ dạ được rồi. Dạ. Đi ra đến đâu quá lâu. Gia đình đi, để em tự lo được. Đến học quá thì biết. Đây ra chợ xa lắm. Qua đi. Thôi em qua đi. Đi. À vậy rồi. Ăn đi, ăn tự nhiên với. Đi. Không vừa được. Có nào quá. Để qua nào. Chết ngựa chưa lấy đi, nước mắm của nó có chưa. Tính gót đi đó. Kêu ta mà không lấy cái gì ăn cơm hết trơn. Nước mắm thừa gom, nước mắm cầm hả? Dạ dạ. Thôi sao có ai mấy cậu đào. Mấy cậu đào mời người ta. Muốn đủ thì dọn thêm bàn nữa. Khách đi về ngoài ngồi cho thôi. Mới ăn sáng rồi. Sáng rồi giờ tao nấu. Mình nấu. Ở đây gió nóng nha. Nước vô rồi đi mát. Nước ngoài.